nè, bụi nè, úi dồi, con này chắc để lâu lắm rồi. Boss AM1 1200 USA, US gì nè nha, Made in Mexico. Con này thì quá bụi rồi. Con này nói chung là chắc hàng trưng bày gì đâu á. Lật lại coi, lật nhẹ lại coi, coi cái súp coi. Trời ơi, hạ xuống. Úi dồi cái súp này nè. Quá dữ, quá dữ. Bass 30 nha. Đó, súp hơi, súp điện anh em. Sống không? Hello. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trở lại với kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Hôm nay lên khá là nhiều đồ xịn sò nha. Nè anh em thấy chưa? Mic không dây nha anh em. Đó, đầu đĩa với mấy cái loa này nữa nè, Bass 20, 30, 40, tờ lô hồ mang anh em. Đó, lo đứng nữa. Đó, tất cả loa nha anh em. Nè. Đây kêu là thế giới loa, còn nữa anh em, còn súp 30 bên kia nữa. Tí qua bển nữa. Đó, súp 30 nha. Rồi. Đó, thì hôm nay em sẽ đi tới đâu chơi tới đó nha, lựa mấy hàng mới lên cho anh em trước nè. Rồi không có nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Rồi anh em, trước khi vào giao thì cũng như mọi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2024. Đó, em lên rất là nhiều sản phẩm cho anh em chơi cháo nha. Thì trước tiên em sẽ lên mấy cái này trước anh em. Đầu tiên lên mic này trước đi. Đó, mic này. Mic này là mic của Sony nha anh em. Nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 con Sony nha. Lấy con vậy. Lấy con đại đi. Đó. Sony này là gì đây? Sony, mở ra coi. Thì giống cũng clip vừa rồi cũng có lên mới này nè. Đó, cũng gần ạ. Úi giời ơi. Đó, bên trong thì đẹp như vậy nha anh em. Nè. Đó, Sony nha, thì có đầy đủ nè. Dây nguồn, cặp mic, tai mic rồi. Đó. Giá hên xui gấp đưa cho nó vậy. Thì mã cuối lớp rồi là mã 1444 không? Rồi, em sẽ lên mã tiếp theo luôn là 45 đi. 45 300.000. 300k trên một cây nha anh em. 300k trên cây. Rồi tới này đi. Để tới này nè. Cái này là mic không dây nha anh em. Ơ mic có dây chứ. Khoan chờ giờ chờ mic hết luôn đi. Qua tới đây đi. Là tinh sao cái này. Rồi tới này nha anh em. Tới mic nữa nè. Mic này mic cũng Sony nè anh em. Đó, nó cũ nữa nè. Sony. Rút ra luôn rồi, để SN368A rồi rút ra luôn. Đó, không biết còn im không. Úi dồi ôi. Con này có con à. Con này là không có nói gì nè anh em. Đó, nó như vậy. Hên xui mới gửi lên giá luôn. Con này thì nó không được trong bọc quá, nó vậy đó. Mà đầy đủ linh kiện nè, giá yêu thương thôi. Mà mấy? 46. Để con này cho anh em với giá là 200k. Rồi, 200k mã 46 anh em. Rồi, tiếp tục em lần qua đây. Lần qua đây lấy con mic này, con mic gì đây? Mic giới hiệu là Eales FE1900. Rồi rút ra. Con này giữ rồi nha. Đó, con này giữ rồi nha. Đồ mới chưa qua sử dụng, có số đồ trưng bày nữa thì bán giá yêu thương. Nào trưng bày thì bán giá yêu thương nha. Trời ơi, nó đẹp như vậy nè anh em. Rồi có nguồn G nữa nè, một cục nguồn G nữa anh em. Mẫu này, một cặp tay nha. Rồi tay cũng khá im nha anh em. Đó, mic nè. Nè, EA gì nè. Đó, nó có sách hướng dẫn trước khi sử dụng luôn. Rồi, con này cao cấp hơn, lên giá. Quan trọng nó có cục nguồn nữa nè anh em. Đó, tặng hai cục pin luôn. Rồi, lên giá con này. Con này mã mấy? 47. Mã 47. Con này để cho anh em với giá là 400k, con này cao cấp hơn. 400k nha anh em. Đó. Bốn bên, rồi tới con ở đây. Con này còn cao cấp hơn nè. Con này để xua nè nè. Xua UFH. Cái gì UHF. Rồi khui. Khui. Đầu kia. Khui nha anh em. Đó. Bên trong trời ơi có cái hộp luôn. Đỉnh. Phái hộp này nha. Đó. Đẹp như mới. Quay lại đây đầu tiên rồi. Đẹp như mới. Rồi. Có hộp nha anh em. Khui cái gì. Rồi thì lật lại. Đó. Ôi dồi. Khui. Trời ơi, quá đỉnh luôn anh em ơi. Thì con này gồm dây nè. Dây nguồn có nè anh em, nguồn G nha. Dây này hai cục pin gì ngộ tờ nè. Đó, hai cục pin luôn. Cây anten thì cái đủ cặp mic luôn. Mic khá nặng nè. Đó. Nè anh em,
mít này đâm vô đây nè. Đó, ok nghe nè, nói chung còn mới chốc. Đây, xua nè. Đó, ok nghe nè. Úi dù ôi. Rồi, lên giá em này luôn, quan trọng có hộp nha. Đó, lên giá hộp này đi. Rồi, mã này. Mã này mấy rồi? 48. Mã này mã 48 nghe nè. Đó, hộp đầy đủ, còn mới, chưa qua sử dụng. Em bán giá là hên xui nha anh em. Rồi, mã 48 để cho anh em với giá là 800k. Đồ mới, nó chết lắm. Đó, đồ mới là bị xè quẹt. Nói chung là đồ thanh lý nha. Đồ cửa hàng người ta, nói chung người ta nghĩ nha anh em. Nói chung thẳng là xém bởi nợ đó. Rồi, mã 48 800k, đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục em lên con này đây, con này gì đây? Adirang nghe nè. Đó, con này con mít có dây nha. Đồ mới chưa qua sử dụng. Adirang. Khui ra cái quậy. Đó, khui ra cái nè. Trời ơi, nó như vậy nè em. Đó. Gồm có úi vui. Nè, gồm có một tay mít nha nè. Đó, tay mít Adirang. Nè, Adirang nha. Dây nhợ dây dài một khúc luôn. Đó anh em thấy chưa? Rồi đó, lên giá này đi. Mít có dây nha nè. Mít có dây của ngài Adirang. Đó, hàng chưa qua sử dụng. Rồi mã này 49. Mã 49 nha em. Đó, em sẽ để con này cho anh em với giá là 150k. 150k nha em. Rồi 150k, để em bên đi. Rồi tới hộp này. Hộp này là của thằng Xua nha em. Nè, cũng là mít không, mít có dây luôn. Xua Beta 59A. Khui ra luôn rồi. Con này thị trường bán cũng dữ lắm nha em. 600-700 ngàn, nó không ít đâu nha. Đó, đồ mới chưa qua sử dụng anh em thấy chưa? Nè, một dây mít nè. Đó, một dây mít. Và một cái hộp nằm trong đây. Ê, và một cái này nè. Đó anh em thấy chưa? Xua. Còn gắt mới nữa nè, mới chốc luôn. Rồi, rồi là Beta 59A. Lên giá luôn. Đó, con xua nghe nè, lên giá. Thì mã 50 cũng để cho anh em với giá là 150k luôn. Đó, 150k nha. Tất cả những sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyên khoản, không bao ship cho anh em nghe nè. Rồi, mã 50k để đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nghe anh em. Đó, em có một thùng chép lựu đạn luôn nghe anh em. Nè. Thùng chép ở nặng lắm nghe anh em. Thùng chép lựu đạn. Em có 5 6 cặp vậy đó. 1 2 3 1 2 3 4 5. 5 cặp nghe anh em. Lấy cái này ra trước đi. Đó, 5 cặp nghe, lấy 1 cặp ra trước. Chép lựu đạn nghe anh em. Rồi bỏ xuống. Đó. Úi giời ơi. Kiếm cái gì xé luôn đó, xé luôn nha anh em. Rồi chép lựu đạn nè, cái này là gì đây, bắt đầu khui cái coi, cầm vỏ là khui. Trời ơi, 77 nha anh em, B77. Ủa dồi, anh 7 quá đẹp rồi đó, khui cái nữa rồi, phải anh 7 nữa không, quá im nha anh em. Đó. Đó, ok, có gì đây, khui, ủa dù anh 7 không nghe em, vô, đó, B77, Thái Lan nè, 8 ohm 500W nha em, con này mới chưa qua sử dụng, đó, chưa qua sử dụng thôi, rồi, giá yêu thương nha em, đó, hôm nay thanh lý thì giá yêu thương thôi nha, đồ mới, rồi, mã này, 51 nha em, 51, thì em sẽ lên cặp này cho em với giá là, đồ mới nghe, lâu lâu thanh lý là nghe, để cho anh có giá là 400k thôi. 400k nghe nè. 400k cho cặp chép lựu đạn này nghe nè. Đó, em có 5 6 cặp vậy nè. Đó. Rồi mã 54, 51 chứ, 400k cho chép lựu đạn đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo lên mấy đầu đĩa nghe anh em. Đầu tiên lên mã con đầu đĩa con Arang nè. Đó. AR909S nghe anh em. Đó. Mi vợ di karaoke. Đó, nó gì nha, hình hài nó gì nè anh em. Rồi khui thứ rồi vậy. Con này em có mấy con à, 2 3 con vậy anh em ơi, không nhiều nha. Con này nè, 2 3 con vậy đó. Khui con bên trong. Ủa giời. Khui nha, con tập nè. Đó. Ok. Nó có đĩa cặp nè, biết phải không nha. Ủa nó không có đĩa hả? Nè có đĩa luôn anh em. Rồi nó đầu nó gì nè. Nè. Nó gì đó nghe anh em. Nó cũng vừa vừa. Rồi, lên giá này đi. Qua ra nha. Mã này 52. Mã 52, em sẽ để con này cho anh em với giá là 250k. Đó, gồm nó có gì nghe anh em.
Đó, không biết mấy con kia nó có con gì không nữa. Em cũng chưa biết thì kiểm tra con này nó gì đó. Rồi xong, tới này quay ơi. Ai răng nữa hả trời? Ai răng là mỏng nha nè. Ai răng là mỏng nè. Chơi đi con này mỏng nha, con này dày, con này mỏng. Khui này đi. Rồi tới ai răng mỏng nè, con này hơi dày nha. Con này mỏng ở bên trong nó sao. Khui. Ủa dồi. Khui à. Rồi nó không gì, con này có gì đó nha em. Đây. Con này mới vừa mới thì nó cũng vậy thôi. Nó không có cái gì cho nó có nhiêu à. Rồi, nó mỏng, lên giá. Lên giá mỏng qua răng nghe, ai răng nghe em. Mã này không lên giá thì hợp đi vậy. Rồi mã này 53. Thì em để con này cho anh em với giá là 150k. Vừa bán vừa chưng anh em, vừa chơi vừa chưng, không được anh em về chưng. Rồi. Xong. Em sẽ lên mấy con Ruby nè anh em, Ruby GBA. Ruby GBA này hơi nhiều. Đó. Con này mở ra thưa ơi, ủa này mỏng hay vậy? Con loại mỏng nè. Nó có loại mỏng loại dày nha anh em, loại này mỏng nè. Đó mỏng cho thì mỏng. Ủa dùi, đẹp. Ủa đâu phải con ấy, cái này con lượt mà. Rồi rút ra luôn đi vậy. Ủa dồi, con lọc xì. Con lọc xì nha anh em. Thôi con để giá luôn nè, Ruby. Con này con lọc xì nha anh em. Rồi, cái màn hình nó văng bên nè, thấy chưa? Nè, cái kiến này văng bên nè, văng hơ hơ gần bên nè. Còn mới chốc luôn nè anh em, chưa xài luôn. Đó, nhưng mà nó văng bên nha, nè. Ủa dồi, nó văng nè anh em, xử lý lên nha anh em. Đó, con này thì con lọc xì nha. Mới như mới, rồi lên giá luôn đi. Con lọc xì. Mã này 54. Mã 54 nha. 54 con lọc xì để cho anh em với giá là 200k. 200k nha anh em. Đó, có cái này kiến hơi chật chút xíu nè anh em, về xử lý kiến lại nha anh em. Ok chưa? Rồi, mã 54 200k đã đi qua. Rồi tới con này cái gì đây? Giống luôn không? Ủa con này con đồ đĩa. Rồi đâu mọ đĩa mỏng. Rồi nó có nhiều đó, coi cái gì coi. Có nhiều đó anh em. Đó, nó có nhiều đó, đồ mới chưa qua sử dụng, đồ đĩa. Con Ruby mỏng lên giá luôn. 55. Mấy? 55. 55. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 100k thôi, nó hơi mỏng. 100k nha anh em. Đó, rồi tới con Ruby nè, Ruby dày. Đó, Ruby dày nha anh em. Ruby dày. Cùi rồi cái. Trời ơi. Ôi đĩa đầy đủ nha anh em. Con Ruby nó để là để gì nè. Nè. Ruby pizza nha nè. Có đầu mút nè. Có gì nữa không? Có sách luôn nha anh em. Đó, mà không biết có đĩa ở trong không nghe nè. Rồi đó, có nhiêu đó. Con mở cái này thử coi. Mấy con này Ruby nhầm con nó kỳ lắm anh em, có con nó cài này con kia ngộ. Nhưng mà mở thử con này nữa coi. Hên xui nha anh em. Đó, có số anh em thấy cái này có cái khác không có. Rồi này giống hệt luôn phải không? Đầu mút đâu? Đừng có xe, đừng có xe. Thử có đầu mút không? Đó, nè nè, thấy chưa, nhầm khi nó không có đầu mút mới đau chứ nè, có được có đĩa nè. Đó. Có khi anh em về nhận nó thiếu gán chịu anh em. Đó, em không biết đâu. Đó, lên giá đi. Thì giống nhau chưa nè. Con này có giá luôn trời, nè, chịu mấy, chịu gửi luôn. Rồi, lên giá đi. Đó, mã này 56. 56 anh em. 56. Em sẽ để 200k, 200k cho con nha anh em, của Ruby. Đó, 200k, 56. Rồi, mã 56, 200k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Thì em có mấy cặp lò nè. Ở đây là tất cả là lò 20 không anh em, trong thùng nha. 20 chưa qua sử dụng. Đó, đó cũng như cặp nè, có đứng có nằm. Đó, đứng như này là đứng nè. À, 20 đứng nè ha. Đó, rồi có loại nằm nha anh em. 20 nha, 3 đường tiến. Đó, con này hình như có 2 đường tiến hay gì nè. Ở con này 2 đường tiến nè. Để xài gia đình là ok. Đó, thì em cũng không có lên con này. Nói chung là anh em có mua thì em để cho anh em cặp là 500 đó nha anh em. Đó, nhiều quá. Cặp 500 bán 20 nha, 3 đường tiến nha. Đó, có loại 2 đường tiến nữa. Đứng nằm thì muốn em muốn chọn nào chọn thì bấm lên nha nè. Đó, liên hệ cho em. Đó, cặp bát 20, 3 đường tiến. Một con vừa là một cặp vừa là 500.000. Rồi xong em bỏ một bên em lên mấy con lớn hơn nè, mấy con cứng đầu hơn. Đó, phái cứng đầu à. Đây, lên con này đi quậy lên đây nè. Con này là một cặp nha anh em. Đó, xé. Ủa dồi mới nè. Hiểu nó lật ngược cái đít lại rồi. Để tiêu rôn, tiêu ghét vậy nè. Đó, chép lựu đạn nha anh em. Đó, bát thì bát 40, sơn sằng. Ê lộn, thùng nỉ nha anh em, thùng nỉ. Bắt đèn lên được.
này thùng nỉ nha, đồ mới chưa qua sử dụng thì một cặp nha anh em. Đó, một cặp bass 40 nè, chà bá nè anh em thấy chưa? Đó, bass 40 nè anh em. Mấy con này xài gia đình là tá bài luôn. Đó. Nói chung là thùng nỉ nha anh em, xương sắt, chép lựu đạn, đồ mới chưa qua sử dụng rồi đáng giá cặp này lên đi. Bass 40. Đó. 57. Thì em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 1,5 triệu nha anh em, cũng như mọi khi thôi. Đó, rồi, 57 1,5 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi tiếp tục nha anh em, đây là một cặp 40 nha. Thì mấy con này em đi cỡ 3 đường tiếng nha, anh em nhớ nha, 3 đường tiếng luôn nha. Ơ lộn, đi 3 đơn chứ lộn. 3 đơn nha anh em, 3 đơn là một cặp chép lựu đạn với cái thùng cái thứ đi đơn là tổng cộng anh em mua là phải đi 3 đơn nha, nói trước nha. Qua đây một cặp đó nha anh em, không biết giống không nè. Khui ra cái quậy. Xé quần xé áo rồi coi. Trời ơi giống hịch luôn. Rồi y gan luôn anh em, cặp này giống cặp kia luôn, cũng 40 y gan vậy đó. 40. Thùng nỉ nha anh em, à thùng nỉ chép lựu đạn. Đó, bát thì bát 40. Rồi lên giá luôn. Cũng y gan vậy đó. Thì con này con kia giống hệt nhau nha anh em. Lên giá luôn vậy. Đây có mã nè. Mã này mã 58. Đó 57 tới mã 58 nha. 58. Đó, cái này là chép lựu đạn bát 40, thùng nỉ anh em, thùng sân khấu. Rồi 58 thì để cho anh em với giá là 1,5 triệu nha. Đó. Giá 1,5 triệu cho anh em về xài gia đình nha anh em. Mấy con này thì đồ còn chắc sống mà, tại vì nó là đồ mới mà. Rồi, thì đây này một cặp nữa nè. Một cặp này cặp gì đây? Để làm gì no gì mo vs gì nè. Karaoke music. Nè, thấy chưa? Hình dáng nó gì nha anh em. Đó, hai cặp hai mong gì là một cặp nha, hai cái nha. Khui cái quậy. Khui. Ôi giời, có bán treo luôn. Rồi móc lên. Đồ nặng như gì sao? Ủa vui, rồi, mở bên đó luôn. À có ống bắn treo luôn anh em. Đó, quay xung quanh cái ơi. Cầm rồi, quay xung quanh, cầm nha. Nó gì nha anh em. Trời ơi. Ủa cái này sơn sần anh em ơi. Cái này sơn sần nha anh em, nè. Đó, cái này sơn sần nha anh em. Ủa vui. Nè. Coi đỉnh nè. Quay lên mặt trước coi. Đây căng cái này để là cáp test vậy nè. Con này bát nhiêu ta? Bát này nói chung là 25 đô lên nha anh em nè. Em đo hết là nó tự chắc là 25 quá. Rất ba đường tiếng nha, chà bá nha anh em. Con này con sơn sần nha. Rồi lên giá đi, lên giá lên cái thùng nè. Ở giá đây lái xe đưa thùng qua sau. Con sơn sần nha anh em, bát 25 đó, nặng dữ lắm luôn nha. Thì mã 59. Thì em cũng để con này cho anh em với giá là 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. Đó, 1 triệu rưỡi luôn. Đó nó sơn sần nha anh em, 1 triệu rưỡi. Rồi mã 95, ấy là mã 59, 1 triệu rưỡi. Cho con này nha anh em, con sơn sần nha. Đó đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em, nói chung em chét dài ra nè. Rồi, lên mã tiếp theo thì con này để là B và M. Đó, nó để ngoài hình hồ hộ ngoài nha. Rồi để nó xuống một con vậy. Đó, một cặp nha anh em. Đó, hai cái diện cặp nè. Khui. Ủa giời ơi, lật đứng xuống luôn rồi. Lật đứng xuống luôn. Đứng lên luôn. Đó, rút ra. Khui ra. Ừ, giục ở ngoài kia luôn đi. Ủa giời ơi. Nè anh em, bơi mày bơi nè. Xé luôn coi. Em xé quần xé áo là nghề của em nghe nè. Rồi đỉnh. Con bát này bát 30 nghe nè. Bát 30. Một con chung, hai con chép, bốn đường tiếng nha. Đó nè, sơn như nè. Cái này em quay sơn là cái như một, nó dán vô nè. Đó, đồ mới chưa qua sử dụng. Đó, nó đẹp như vậy nghe nè. Ủa dù ơi, sau lưng. Sau lưng có thông số, đọc luôn. Đây, sau lưng có thông số luôn nha. Xé tiếp. Đó, B và M. Đó, B và M. Model là 3112. Đó, con này thì là 300W. Bánh 6 ôm, 8 ôm. Đó, hàng như vậy đó nha anh em. Rồi, ok, một cặp. Lên giá luôn, lên giá thùng này đi. Lên giá luôn một cặp nha anh em. Đó, mã này 60. Mã này mã 60 nha. Con này là 4 đường tiếng, bát 30. Một chung, 3. Nói chung là 4 đường tiếng đó, 1 bát 30, 1 chung, 2 chép. Rồi mã 60, lên giá con này luôn. Giá con này là thùng này đã lắm nha anh em. Nè. Ủa vui vậy nè. Thấy chưa anh em? Rồi lên giá, đồ mới chưa qua sử dụng, giá luôn. Giá nhiều trời. 1,5 triệu luôn đi. Tại nó thùng vỏ đẹp, 1,5 triệu. Đó, mã 60 1,5 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo là một cặp thùng. Một cặp thùng nha anh em, mới để vậy nè. Ủa rồi Techo ốp USA. Thấy chữ ba làm thấy mày mê đó mà tại em không nói ra đó nha anh em. Rồi trong đây là một cặp nha. Khui ra ngoài luôn. Ủa rồi sơn sần luôn. Nặng lắm nha anh em, con này cầm quải đái luôn á. Nặng lắm phải không?
Ôi dồi ôi. Rồi để xuống, để nhẹ xuống nha. Đây nè anh em, nó dưới nè anh em. Quá đẹp con này rồi. Ôi dồi ôi. Con này bự làm sao. Giỡn lên rồi, tặng dưới trời. Con này bass 30 anh em ơi, bass 30 nha. Quá to con này. Quay lại các bạn, quay lại. Quay lại có thông số đọc không? Đây có thông số luôn nè anh em. Ồ cái này thông số là thông số chung nữa. Nó để gì cho con này công sức lớn lắm nè, Korea nè. Đó nhưng mà thùng để Ubra nè. Công sức này con này cũng không lớn không có nhỏ đâu nha. Bass 30 anh em. 30 có mấy đường tiếng vậy, quay lại cái nữa rồi. Hết thế đường rồi. Quay lại coi. Ồ 5 đường tiếng anh em ơi. Có nghĩa là một bass 30. Bốn con chép hay gì đó là bên đây hai đang con đang con, đang con đang con. Rồi, 5 đường tiếng anh em, bốn con chép. Một mát 30. Úi giời khủng, lên giá luôn, lên giá đây nè. Mã mấy? 61. Mã 61 nha anh em. Ui con này khủng nha. Đó đồ mới chưa qua sử dụng, 5 đường tiếng luôn. Bass 30 lo nằm nha anh em, chà bá nha anh em. Mã 61 để cho anh em với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu nha anh em. Úi giời ơi, rồi mã 61 1,5 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em lên mã tiếp theo nè. Mã theo là cặp thùng như vậy nè. Úi giời ơi. Trời có giá luôn nè anh em, để 2 triệu 9 nè. Loạt cao 3 tắc nè anh em, con này con lo 3 tắc nè anh em. Đó 3 tắc, con chung 2 chép. Ủa sao giống con nãy quá ta. Nhưng mà con này chằn chuồng anh em. Ở ngoài nha, con này chắc trưng bày rồi. Mắt tiêu của tèm luôn. Đó ok. Con này 4 đường tiếng nha, con lo đứng nè. Đó một cặp như vậy, còn rất là đẹp nha. Nhưng mà con cái chắc trưng bày ở bụi nè. Đó trưng bày thì dán giá vô trưng bày. Dán giá vô đó luôn, ê căng luôn. Vậy là giống con kia rồi. Con kia nãy bán 1,5 triệu. Rồi y gan luôn anh em. Đó con này cũng 4 đường tiếng luôn nhưng mà con này chằn chuồng. Thì mã này mã 62 thì em sẽ để con này cho anh em với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu anh em. Đó trưng bày thì bán giá yêu thương 1,2 triệu. Rồi xong tiếp tục lên cặp này đi. Cặp này là của Hùng Na Nova vậy nè. Cái gì Novio. Đó cặp bass 30. 30 chép lụ đạn, chép lụ đạn anh em. Cặp bass 30 chép lụ đạn. Ok còn rất là ok. Bụi bậm thôi anh em, đồ mới mà. Chép lụ đạn ghi vô, ghi giá vô. Ghi giá vào. Mã này mã Samba. Chép lụ đạn anh em, bass 30 nha. Đó Samba thì để như thường lệ 1 triệu. 1 triệu anh em. 1 triệu Nilo, ni gì Novio nha. Đó một cặp Novio anh em. Đó Samba là 1 triệu. Rồi xong, mã 63 1 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một cặp để Novio nha. Nè, như vậy nha anh em. Rồi. Con này thì nói chung đường cứng, con này thì bự nha. Khui này ra ngoài ơi, con này. Úi giời, con này đẹp. Đó. Anh em muốn chốt nào chốt nha anh em. Trở lên nổi không? Quá nặng. Rồi. Đây, hiểu nó là Novio Pro Audio. Đó, con này thì bass 25 nha anh em. 3 đường tiếng. Đây đằng sau đây nè. Đó này cũng hàng Korea luôn. Đó thông số đều được đọc nha em. Nó dán nhau hệt nhau à. Đó 3 đường tiếng này. Con này 3 đường tiếng nè. Rồi chà bá. Lên giá con này luôn. Lên giá em này đi. Đó con Navio Bass 25 nha em. Thì con này mã mấy? 64. Để con này cho em với giá là 800k. 800k nha em. Rồi mã 64 800k. Rồi tới bên đây đi. Nên con này cái gì đây? Con này con gì đây? Con audio gì nè. Karaoke gì đó. Rồi khui ở đây mới chắc ăn. Trời con này cũng khá to nha. Cầm quải đãi luôn chứ đâu. Ôi ôi. Ôi. Con này bán 25 luôn. Nè để ti rơ mát này nè. Con này thì cũng 3 đường tiếng nha. Một con chung con chép 10 phân. Hai con. Đó chỉ bán 25 nha nè. Đồ mới chưa qua sử dụng. Nó. Sau lưng. Thì gì nè nè. Đó. Quý Lan. Đó. Nói chung là mấy hàng này là hàng xài gia đình không anh em. Giá rất là yêu thương. Rồi lên giá luôn. Mã này 65. Mã này mã 65 nha anh em. 65 bass 25. Đó thì cũng để cho anh em với giá là 800k. Đó đồ mới chưa qua sử dụng nha. 800k nha anh em. Đó anh em muốn quất mấy con 20 thì là 500k nha. Đó 20 đồ mới. Đó một cặp 20 lo nằm lo đứng vậy đó. Có hai loại thì là 500k. Anh em hốt thì ớ cho anh em nha anh em. Đó xài một công sức nhỏ. Rồi 65, 800k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một cặp lo đứng nha. Lo đứng để là B và M nha anh em. Đó, lo đứng B M nha anh em.
em có gỡ ngoài nè, có vỏ đàng hoàng nha, thùng đàng hoàng nè. Nhưng mà tại em gỡ ngoài nè, cho anh em dễ coi hơn. Đây là của nó nè. Đó này nó còn trong bọc nè. Hiện nào cũng còn trong bọc chứ, bụi thấy chưa? Để lâu nha. Đó BB thì con này là bass 20 nha em, bass 20 đôi. Hơi tối ta. Hơi tối nha. Kéo màn lại các bạn. Bass 20 đôi nha. Bass 20 đôi, một con chung, hai con chép. Đó. Là 5 đường tiếng nè, nè. Thấy chưa? 5 đường tiếng nè. Bass 20 đôi nha. Con này nữa đẹp dữ lắm luôn, đẹp xuất sắc luôn. Khá là tao cao nha em, 5 đường tiếng nha. Đó, mới như mới. Clip hồi clip vừa rồi em có bán cặp mà cặp kia tưng bài nha em, nó hơi cũ hơn nhưng con này là con mới. Rồi, lên giá đi. Giá đây nè quậy. Cặp nha. Đó. Mã mấy? 66. Mã 66 nha, 20 đôi, 5 đường tiếng thì để con này cho anh em với giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu nha em, đồ mới chưa qua sử dụng. Đó. 1,3 triệu nha. Đó anh em vào chốt thì ớ mình nha. Tất cả những sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản. Có mã đây anh em chưa vào chốt mã nha em. Rồi mã 66 1,3 đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con một cặp như này. Đó để là cũng là Novio nha anh em. Nè, sơn sằng nha anh em. Ôi giời bá sơn sằng nè. Anh em thấy chưa? Xé bọc ra, sơn sằng nha anh em. Đó. Ok. Nè anh em, trời có giá luôn. Đây 3,7 triệu đồng hoàng nha. Đó, na đâu qua. Rồi, khi một con xuống rồi. Đó, khi một con ra ngoài nha anh em. Ôi giời ơi. Đó, xé mặt tem gì coi. Con này nè, sau lưng anh em, sơn sằng đẹp lắm anh em. Đó, con này bát nhiêu đây? Xé luôn coi. Một cái họng kèn anh em. Cầm vậy. Một họng kèn. Đó, một họng kèn anh em, họng kèn không biết chép nhiêu, chắc 350 quá. Với một cặp bát. Bát này 30 anh em, bát 30 nha. Bát 30. Cái này là xương sắt anh em. Đó nói trước. Nhưng mà sơn sằng rất là đẹp nha. Đó. Thùng sơn sằng rất đẹp, lên giá luôn. Giá đây nè quậy. Đó một cặp anh em, chép họng kèn. Bát 30. Đó. Người ta để 3,7 triệu đó thì em để cho cặp này cho anh em với giá là mới chưa qua sử dụng nhưng mà có hơi bụi tại đây này nó ngoài ấy nó còn bọc không à. Đó, mã 67 thì để con này cho anh em với giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu nha, cặp bát 30 anh em, 1,8 triệu sơn sằng. Nậu làm cái vỏ sơn sằng nhiêu tiền anh em. Đó. Rồi mã 67 1,8 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Ôi, lên mã tiếp theo em lần qua bên đây nha anh em. Đó, lần qua bên đây lợi. Là lần qua đây thì có một cặp nha anh em. Y gan nãy nè. B và M nè. Con này cũng 5 đường tiếng nha, bát 20 đôi. Một con chung, hai con chép giống hệt con mới vừa rồi bán nãy, con nãy có thùng, con này không thùng. Đó. Y gan luôn. Không khác gì nha anh em. Nè. Ủa giời ơi, y gan luôn nha anh em. Đó. Rồi, đẹp keng xà beng. Đồ như đồ mới luôn chứ như mới gì, lên giá luôn đi. Danh giá tại đây luôn. Con kia là có thùng, con này không có thùng. Con kia nãy chịu bao phải không? Rồi mã này ghi vào. Mã 68. Thì em sẽ để con này cho anh em với giá là 1,2 triệu nha anh em. Con kia có thùng thì 1,3 triệu. Còn không thùng thì 1,2 triệu. Rồi, nhưng mà còn mới bọc còn gan luôn. Đó. Còn con này, con này nãy có lên lần kia rồi phải không? Bỏ bên đi. Chết mồ con trong nữa nè. Con trong nằm trong nè. Coi bỏ trong đi. Rồi, con này thiếu một con. Thiếu một con không lên. Rồi lên này đi. Con này nè, con này em có mấy con luôn nè. Con này nè. Con này để Ovina nè nè. Nó nè. Ovina nó có mấy con, em có mấy con nha. Đó. Thì con này lên tượng trưng nè. Con này sao gỡ ra trời. Con này một thùng như là cặp nha anh em, thùng cặp nè. Đó. Một thùng lặn cặp. Kìa, đó nó kìa. Một thùng lặn cặp. Rồi bắt đầu khui ra làm sao khui ra. Khui ra nổi không? Dỡ lên, mạnh lên. Không nổi thì lật cái thùng xuống úp lại. Ừ, đó, đưa ra ngoài luôn. Ủa vừa để ngoài này nè. Đó. Ngoài sáng nè. Đó, ok anh em. Đẹp như dây. Đó, một cặp nha. Đó, anh em. Đó, sau lưng nè, cũng hàng Korea, Korea vậy nè. Đó, made in Việt Nam. Đó, rồi. Mở cái căn nhẹ cái coi. Con mấy đường tiếng. Con đồ mới nè, chưa qua sử dụng. Lo cây. Ủa dù ôi. Trời, lo dữ luôn trời nè anh em. Lo dữ nha anh em. Nè, màng nè anh em nhìn biết nha. Màng carbon nha anh em. 4 đường tiếng. Ủa dù ôi, con này đỉnh nè. Con này thì bát tầm cái khoảng là 18, 17, 18 quá. Rồi tầm cái khoảng 18 nha anh em. Bát vẫn 18. Nhưng mà lo dữ nha anh em. Nè, nó vàng vàng nha. Thấy chưa? Nè. Anh em thấy chưa? Nó không phải lo thường nha. Màng thì màng carbon. Lên giá con này đi. Em có mấy cặp lên anh em. Con này vô rồi. Lên giá. 69. Mấy? 69. 69. Để cặp này cho anh em với giá là 1,3 triệu đi. 1,3 triệu anh em.
1,3 triệu trên một cặp nha. Đó, một thùng là một cặp. Rồi, cái mã 69, 1,3 triệu đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Nhát mấy con trong vô đây. Ủa, quay mặt các bạn. Quay mặt lại. Nó nằm ở trong rồi, quay mặt lại. Ừ, một cặp nha anh em. Đó, rồi một cặp. Để nó xé cho. Hiểu nó Vivo nha anh em. Nè, Nadovi gì đó. Con này bát 30. Đó, thùng thùng nỉ chép lựu đạn một cặp nha anh. Ở dưới con nó y gan nhau nha. Đó, một cặp y gan nhau. Nanovi. Đó. Thì cái này bát 20, đó là bát 30, chép lựu đạn, thùng thùng nỉ. Đó, giá yêu thương vô. Chép lựu đạn thì giá nó có rồi nha anh. Mã này 70. Mã này mã 70 nha. 70. Sẽ để con này cho anh em với giá là 1 triệu đi vào. 1 triệu trên một cặp nha anh. Đó. Rồi tới cặp này nè. Cặp này nè, cặp này với cặp này là chung nè. Xé ra luôn rồi. Xé sẵn chưa nè. Úi dồi, cũng chép lựu đạn luôn nè. Đó, một cặp luôn nha. Để là T-Ramat nha nè. Bát 30 chép lựu đạn. Thì cũng là thùng nỉ nha. Lo sân khấu. Rồi lên giá con này luôn. Lấy bên đây đi. Lên giá con này. Đó. Lên giá cặp này nha nè. Rồi, mã này. Mã này thì mã 71. Để cặp này cho anh em với giá là cũng 1 triệu luôn. Chép lựu đạn thì cứ 1 triệu tới nha nè. Đó, nhưng mà hiệu khác chút. Rồi, tới cặp này. Cặp này là cặp gì đây? Xé chỗ nào coi trời. Ui ui, đây luôn. Rồi, con này thì bát 40 anh em. Trời, xé không. Cũng là chép lựu đạn, hiệu là T-Ramat. Đó, chép lựu đạn, ghi vào luôn. Bát 40, chép lựu đạn. Thùng nỉ. Đó. Rồi, lên giá. Mã 72. 1,5 triệu. 1,5 triệu nha nè. Đó, thanh lý nha. Còn con này. Con này thì... trời, con này cũng nó luôn anh em, nhưng mà nó ngoài thùng rồi, con này chắc trưng bày rồi. Nó cũng y gan luôn mà, cũng là bát 40, chép lựu đạn. Đó, T-Ramat luôn, y gan luôn mà chắc trưng bày nè anh em, bụi bặm nè. Đồ thấy còn mới lắm nhưng mà tại quá bụi rồi. Rồi, lên giá luôn đi. Đây nè. Lên giá con này luôn anh em. Đó, con này thì nó trưng bày rồi, giá nó yêu thương nữa à. Mã 73 thì con này để cho anh em với giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu nha anh em. Hàng ngoài thì nó giá vậy đó. Rồi xong, tới con bên đây. Chơi cặp ở đây luôn. Đây, chép lựu đạn luôn. Chép lựu đạn hiệu là Ma gì? Hamavina. Đó, con này thì chép bát 30, chép lựu đạn. Lên một cặp luôn, con này thì mắc cũng chắc trưng bày luôn rồi. Nè nè, bụi bặm nha, cứ mà còn đẹp hết trơn luôn. Đó, lên giá thôi. Tại hàng trưng bày thì giá yêu thương nha nè. Mã này 74, để con này cho anh em với giá là 700k nha nè. Rồi xong, tại vì nó ở ngoài thì giá nó khác. Rồi tới con này nha nè. Con này nè. Hiệu là Romat Rolex vậy nè. Golan nè, mắc cái tem rồi. Mắc cái tem nha nè, chép càng nè, không càng nha. Con này cũng không càng luôn nha nè. Đó, một cặp luôn. Rồi lên giá luôn. Đó, con này cũng bị trưng bày nè. Nó không có thùng nữa nhưng còn đồ còn mới nha nè. Nè, ốc ác anh em nhìn biết nè. Rồi mã này 75. 75 em sẽ để con này cho anh em với giá là mấy đây? Để cho anh em với giá là 600k đi. Cái này hàng ngoài nha anh em, thì giá nó vậy nha, hên xui, em không có test đâu. Đó, xong. Em sẽ lên mấy con súp này nữa nha anh em. Rồi, và em lên một số con súp điện nha anh em. Đó, súp điện nè, có anh em hỏi súp điện, có súp điện luôn. Mấy này súp điện bách 30 không anh em. Nè. Em có một con có bọc luôn nè. Đó, quay rồi quay buông nó quay vòng vòng quay. Cái này hiểu gì đâu. Quay cái này. Dở nhẹ lên. Đó. Để nha anh em, để bót nè. Đó, bụi bặm nha anh em, con này thì đẹp lắm luôn tại bụi thôi nha. Bót nha anh em. Xé luôn đi chứ. Nè, bụi nè. Úi dồi, con này chắc để lâu lắm rồi. Boss AM1 1200 USA, US gì nè nha. Made in Mexico. Con này thì quá bụi rồi. Con này nói chung là chắc hàng trưng bày gì đâu á. Lật lại coi, lật nhẹ lại coi. Coi cái súp coi. Trời ơi, hạ xuống. Úi dồi, cái súp này nè. Quá dữ. Bát 30 nha. Đó, súp hơi, súp điện nha nè. Sống không biết, chưa thử nha. Cái này chưa thử, bán giá hên xui nha nè. Rồi, lên giá đi. Chưa thử nha. Con này con súp 30 anh em, súp điện. Giá thì hên xui. Mã này 76. Bây giờ 76. Thì em sẽ để con này cho anh em với giá là giá hên xui, giá 1,3 triệu không thử anh em hên xui nha. Ở cái clip này không có thử con nào hết trơn. 1,3 triệu cái nào mà anh em không mua thì em thử em sẽ lên hoặc là xuống giá tại mở bên trong. Rồi, mã 76 1,3 triệu đã đi qua. Giờ tới con này. Này là con nào đây? Xé luôn đi quậy. Ừ. Ủa giời. Cũng 30 luôn anh em. Để là cáp
Test Pro Audio nè. Con này đẹp chứ trời. Ôi, đây này. Công sức nó sao anh em, con này đẹp chứ lắm luôn á. Cái nè. Đó. Trời, con này để đen USA hàng liên danh. Những súp trong nè. Đó, thấy chưa? Ok nha nè. Con này là mới như mới luôn. Đó, con cây này thì để hơi bụi chứ con này mới như mới. Rồi, lên giá luôn. Hên xui mới gửi. Bát 30 nha. Đó, súp điện 77. Thì để con này cho anh em với giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, 1,5 triệu nha. Đồ mới, con này mới nè. Rồi, 77, 1,5 triệu cho con súp này 30 nha anh em. Rồi đây một con nữa nè. Một con nữa nha. Con này, ôi con này cũng là Cap Test Pro Audio nè. Con này cũng bát 30 luôn. Bát 30 nha anh em. Đó. Y ra con kia rồi, không khác rồi. Giống hệt con kia luôn nha anh em. Nè. Đen USA, nhưng mà con này á, trời ơi. Con này thì chắc hàng trưng bày nữa rồi, hơi bụi nè. Chưa chân dây thấy đất trước rồi. Ủa dù ơi, thôi lên giá luôn đi. Giống con này nè. Đó, nhưng mà con này hơi vệ sinh, anh em phải vệ sinh. Đứt dây tùm lum hết. Thì giá da chai nữa. 78. 78 em sẽ để con này cho anh em với giá là 1,2 triệu. Ghi vào 1,2 triệu nha. Giá là giá hên xui nha nè. Đó, em mà làm lại luôn là hát một cái là giá trên trời. Đó, với nè, cặp bát 40 nè. Đó, cặp bát 40 nè. Anh em có chốt thì nữa em gửi em coi nha. Đó, em báo giá sau. Đó, và một số âm ly nữa. Âm ly thì quá nhiều em không thể quay được. Âm ly còn nhiều lắm nha. Đó, âm ly. Thì anh em vào mua thì em sẽ có những âm ly như thế nào. Một là âm ly 8 con nhỏ. 8 con nhỏ thì 500 ngàn. 12 con nhỏ thì 700 ngàn. 12 con lớn á là 900 ngàn. Rồi 16 con lớn á thì em hạ giá là 1 triệu 2 thôi nha anh em. 16 con lớn là 1 triệu 2. Đó anh em có mua thì ở em mấy cái âm ly nha nè. Âm ly em có thể quay được, giá là khá là nhiều, quay không nổi rồi. Đó, thì hôm nay quay chỉ có nhiêu thôi. Rồi không có đó dài dòng nữa. Đó anh em thấy video hay, hữu ích thì anh em nhớ cho mình một like, anh em một chia sẻ, một đăng ký kênh để em có nhiều động lực, nhiều video hay qua sang hàng yêu thương nha anh em. Rồi bye bye anh em. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.